chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Rồi rồi rồi, mọi người xếp hàng trật tự theo thứ tự nha, không được chen hàng. Ấy anh kia kìa, tôi đề nghị anh đứng yên nha, anh không được phép chen hàng à. Đấy, thế tụi mày bán hàng tiếp chứ. Đây, của anh một vé nè. À. Ê, trời ơi, trời ơi, mệt quá. Trời ơi, sáng nay quên đặt báo thức cái là vậy, chạy mất tiêu rồi. Ủa cái gì mà mới 6 giờ sáng rồi mà cái gì mà quá trời người xếp hàng vậy ta. Ê, chú ơi, chú ơi, chú xuống nhường cho con qua trước được không chú? Không, trời ơi, chú này, dạ, cảm ơn chú. Cái ông đầu tóc xanh kia. Này, 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 tôi vừa nói vấn đề xếp hàng xong mà chưa gì ông lại xếp hàng lên để sao xuống hết. Nhanh lại nào, không nói nhau. Chú ơi, chú ơi, chú làm ơn chú bán cho con một cái vé rồi chú, và con cần gấp lắm rồi chú, không bán cho con rồi là chết con luôn chú ơi. Cái anh xuống quá hả? Tôi bán theo thứ tự, xuống. Bây giờ chú bán con nhảy hip hop chú coi nha. Nha nha. Trời ơi, ở đâu ra cái thằng nhảy nó xấu đau xấu đớn mà nó xấu thì xấu không thể nào mà chấp nhận được, xuống quá đi. Trời ơi, mệt quá, vậy mà cũng phải xếp hàng nữa hả? Chú ơi, nhanh giúp con nha chú. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua, mà sao không có cá để cho má nấu canh chua? Hello mọi người nhé, hello. Hôm nay sao đang đi trên chiếc Lamborghini của sao mấy bạn ơi, mới mua màu nâu luôn, mới tậu nha. Tí nữa xong rưỡi mấy bạn pha nha. Trời ơi, đẹp dễ sợ luôn à. Bây giờ sao sẽ đi đủ không cần? Chú ơi, chú làm ơn thấy là con cái vé mà chú còn cần gấp lắm. Trời, cái gì mà chậm quá vậy chú ơi? Chậm trò đi, xếp hàng đằng sau cứ gào gào thét thét hoài vậy, đâu hết đâu. Cái gì vậy ta? Chú mà ông bé là con à, con ba chứ con ba là ai luôn á. Ê, ông làm gì đây vậy? Trời trời, phải làm cái sao? Ui, trời trời, tự nhiên hôm nay dân làng đâu tụ tập ở giữa cái bãi đất trống mình bán cái gì mà hay ho vậy vậy phải không? Ủa gì ông đợi gì vậy? Trời ơi, Sammy không biết gì hết trơn á. Hiện tại ở đây á đang mở bán một cái vé sinh tồn của anh Lóc lúc 3 giờ sáng. Ai mà chiến thắng được cái mini game này á sẽ được đến tận 10 triệu kim cương. Trời ơi, số tiền kinh khủng luôn. Trời ơi, quanh lóc lúc 3 giờ sáng mà được 10 triệu kim cương cái gì chứ, quanh lóc đồ mình chơi hoài chứ có gì đâu mà bị đặt sao trúng ba rồi 10 triệu đô, cái này lừa lọc rồi, nghĩ sao giống tin vậy hả? Ôi. Lừa cái đầu bà chứ lừa, không biết cái gì hết trơn mà cứ hết thoát biểu không mà Sammy này nước quá. Chú nói bà nghe nè, cái này á là không phải là quanh lóc bình thường mà là quanh lóc lúc 3 giờ sáng đó. Chính vì vậy cho nên bây giờ tôi đang đợi nè. Trời ơi, chú ơi làm ơn bán con chú, chú ơi 10 triệu kim cương con chú ơi. Quanh lóc 3 giờ sáng hả? Trời nghe hay dữ vậy nhưng mà có chắc được không? Đầu quá trời. Nghe là được rồi chú ơi, bây giờ chú không bán con ăn giả ở đây luôn rồi chú. Cái gì vậy? Tôi bán cho anh này một vé nha, không có vé thứ hai đâu nha. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Cái gì vậy? Sự kiện lúc 3 giờ sáng đúng không? Chính xác. À, vậy thôi mà cũng hỏi nữa thì mình phải đi ngủ đến lúc 3 giờ sáng rồi. Tôi về tôi uống thuốc ngủ, tôi ngủ ai. Ủa cái gì kỳ vậy? Trời ơi, bây giờ đang chuẩn bị tôi rủ đi chơi, bây giờ đi ngủ rồi chuẩn bị đi tham gia sự kiện 3 giờ sáng vậy? Trời ơi. Đúng rồi. Ơ nhưng mà bây giờ khó ngủ lắm à. Hay là bây giờ đúng rồi, để tôi chọc Sam xong rồi Sam quýnh tôi cái cho tôi ngất đến 3 giờ sáng đi. Trời ơi, Sam mới mập, Sam mới mập như heo. Trời ơi, cái ông này quá đáng, dám chửi tôi mập như heo luôn hả? Trời ơi, trời ơi. Ủa? Tam ơi! Dậy! Cái gì vậy? Cuối cùng cũng ngủ được rồi. Ngủ đến 3 giờ sáng. Trời ơi, cũng không cần khôn dữ à. Chọc tôi phát khùng lên xong đấm cho phát. Bây giờ ngủ 3 giờ sáng luôn. Trời ơi, bây giờ mình biết làm gì mà nhà mình về nhà ngủ thôi chứ sao giờ. Trời ơi, cho phòng ngủ ngoài đường các bạn. Tôi lại với chơi, tôi là con gái thùy mị đến nay nhất trong mai ra biết gì hết trơn mấy bạn. Thôi về nhà ngủ thôi. Later that night. Sam ơi! Bồ ngỡ. Cái gì vậy? Từ từ đánh tôi vậy? Ba giờ sáng. Cái gì? Không nhớ 3 giờ sáng mà mình có hẹn với nhau hả? 3 giờ sáng hả? Ủa 3 giờ sáng hẹn gì? Trời ơi, cái giờ đó người ta đi ngủ vậy? Ai hẹn cái gì ta?
với nhau là 3 giờ sáng sẽ cùng nhau đi đến sinh tồn của anh Block lúc 3 giờ sáng để nhận 10 triệu kim cương mà ông nhớ à. Ủa chết rồi trời ơi, tôi quên, ngủ tâm lúa cái não quên luôn á, quên lúc 3 giờ sáng tụi mình có cái hẹn là gì đó, đi sinh tồn quanh lúc 3 giờ sáng mấy bạn ơi. Trời ơi trời, từ từ để xem quay. Ui tới thui nè. Ui mới nãy mới ngủ luôn, bây giờ mới tới thui luôn, bây giờ đi nhanh không ơi. Trời trời, lỡ người ta đi người ta giành suất của mình sao, đi nhanh lên anh. Trời ơi, tôi có vé rồi, dễ gì tôi giành của tôi được. Trời ơi, ơi mà khoan, tôi có vé. Cái gì mới có vé, hai vé mà, này hai vé mà. Thôi không sao đó, đến đó thì tôi xin tại giờ. Đi đi đi, trời tôi xem coi. Trời ơi, cái gì mà trời lạnh lẽo vậy, lần đầu tiên trong đời tôi đi sinh tồn quanh lóc lúc 3 giờ sáng. Mấy bạn đừng quên like share của mình, đừng quên gọi là comment phía dưới sao biết quay. Mình cứ thực hiện qua thử thách là like share. Like share. Đi nhanh đi mà nói ta. Tôi muốn nói với bạn fan thử quay mình có vượt qua thử thách sinh tồn quanh lóc 3 giờ sáng nha. Đừng quên comment phía dưới sao biết nha. Trời ơi trời, đi nhanh lên. Trời nhanh lên đi con gái, ngứa nó nhiều quá. Mệt quá à, chờ tôi với. Hóa ra là sinh tồn một lắc quá. Ủa gì vậy? Ủa xem. Ủa cái gì vậy? Ủa tối. Ủa cái gì vậy? Hôm nay chị Phong đi sinh tồn quanh lắc 3 giờ sáng mà sao có xem vậy? Ủa xem còn tham gia luôn hả? Trời ơi nha, có phải là xem mi nghe lén cuộc trò chuyện của tôi với sao anh được 10 kim cương cho nên đi theo đúng không? Đi đã. Trời ơi ác vô dễ sợ luôn à, cho xem tham gia với cái ông nội này kỳ vậy. Trời ơi trời, nó rớt xuống bây giờ không sao, dễ sợ luôn à. Rồi trời ơi, ủa sao tôi cũng bị quả báo, tôi làm gì đâu. Từ từ giờ bình tĩnh nè, chị em hội họp lên nè. Ủa từ 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 từ, ủa Sim ơi, hôm nay em cũng tham gia cái sự kiện này hả, hay vậy? Ôi em đâu có biết cái gì đâu, trời em vừa thức dậy ra em thấy cái giường em biến mất, xem gặp hai người luôn nè. Ủa trời ơi, là sao? Xạo á, xạo hôm á, nay là đi theo để lấy kim cương của tôi, nó đại biết, đi biết sao tôi Sim? Tôi á, ghim rồi đó. Hôm nay á là chị Phong tham gia gọi là thử thách 24 giờ sinh tồn ở trong gọi là quanh lắc 3 giờ sáng. Là bây giờ để xem quay. Ui ê, ba giờ sáng. Ui phong cận hả? Ê sinh tồn 3 giờ sáng lạ chứ ta, tự nhiên trong này cái gì không cần, cái gì không cần. Trời ơi gì kia, Simmy nhìn con heo, Simmy kêu a không cận kìa. Trời ơi chứ sao đông nội, trời trời trời, bình tĩnh bây giờ, bình tĩnh. Gì vậy trời ơi, em hy sinh vậy luôn á. Tôi tự phát ơi, sinh tồn 3 giờ sáng rồi quanh lắc lại này, thường thường quanh lắc là nó có quanh lắc bây giờ nó có gì. Ui một ngôi nhà màu nâu, một ngôi nhà màu xanh và một ngôi nhà màu đỏ. Trời ơi trời, bây giờ mình vô nhà này mình thăm phá hả ta? Trời ơi đặc biệt ghê ta. Trời ơi lần này quanh lắc nó đặc biệt quá mấy bạn, nó có rồi có cả nhà trong nở luôn đây. Bây giờ nhà này vô khám phá mà lấy kim cương trong á chắc luôn. Bây giờ mình đặt qua mấy bạn, bây giờ mình nghĩ bây giờ mới vô mình sẽ chọn ngôi nhà nhỏ nhỏ, mình qua kia mình khám phá thử nha. Để quay quanh lắc lúc 3 giờ sáng có gì đặc biệt với bạn. Trời ơi tôi nhìn thấy đặc biệt dễ sợ luôn. Sim ơi bây giờ nhiệm vụ của em á, bây giờ là đặt cái kia kìa. Ủa từ từ sao tôi đụng đặt lắc luôn kìa. Từ từ đào Sim ơi. Đào Út Phong cần đâu rồi. Đây tôi đặt qua đây Phong ơi. Ông đâu rồi. Trời ơi. Trời ơi Phong ơi, bạn heo cũng đã rồi là gì ta, đi rồi thì bạn đi hồi sức lại đi. Trời ơi con heo tôi làm cái ghê vậy. Đây giờ giúp Sim tôi là cái đồ ác độc, làm sao có thể hiểu được cái cảm giác mà một người bạn thân của mình đi rơi xuống hố đang sức nổi chạy đến vậy luôn á. Bây giờ tôi lãnh 10 triệu kim cương, tôi mua chục con heo được chưa, mua chục người bạn không luôn, chịu không? Trời ơi không, tưởng không chịu cái... Trời ơi Sim ơi đây, trời ơi sắp qua được rồi rồi Phong ơi. Đây nè không mấy cần... cái con người này hấp tấp. Tôi phải đào, tôi kiếm được đủ đồ đã. Cái gì cũng phải từ từ hiểu không? Cần có công bài sắc có ngày nên mình kiên, qua mình không? Khám phá thôi, cần gì. Trời ơi bây giờ là mình qua mình khám phá thôi hiểu không? Nói chưa? Rồi đây qua em nói đồ đi xem có gì đây. Ui căn nhà hoang. Đúng rồi, hay quá bạn ơi. Một căn nhà hoang từ từ. Ôi cái này căn nhà hoang luôn hả? Ôi Simmy mà không nói không biết là căn nhà hoang luôn á. Trời ơi này cho mấy bạn. Đây bây giờ trong ngôi nhà này có cái thứ gì nè, Thanh không biết luôn á. Trời ơi đây từ mọi người đừng có cãi nhau, chơi là mình mới hòa đồng chứ cãi nhau hoài. Tôi đọc cho cái lễ thể lễ thi nè để xem quay. Ủa gì đây? Bí ẩn ngôi nhà hoang, hãy tìm và tiêu diệt yêu quái bí ẩn trốn trong ngôi nhà này. Ủa cái gì mà ghê vậy? Trời yêu quái thôi dài không chạy được cái gì vậy? Trời ơi mới nói yêu quái cái ông chạy rồi ông xách cái người đi chạy năm vương tám hướng còn hai chị em mình đứng đây là sao? Sao bảo hai chị em tôi? Trời ơi cái gì kỳ con chị, con trai gì đâu mà mấy bạn thấy không? Mọi người nhìn nè, trời ơi mọi người zoom xa zoom xe lên là nhìn nè. Trời ơi con người gì đâu, nghe yêu quái cái chạy năm phương tám hướng còn chị em tôi để cho bị ăn thịt ra. Trời ơi Phong ơi tới đây. Anh ơi chán gì đâu á, con trai nhà người ta thấy gặp yêu quái là bảo vệ, gọi là gì đó, người yêu bảo vệ em gái mình đây, nói cái yêu quái cái chạy năm phương tám hướng đi luôn. Trong cái team này làm gì có ai lẫn trai
vô nhà mà lạnh sống lưng không? Trời ơi, cái nhà đó mất cũ kỹ gì sợ hả? Trời ơi, đương nhiên chị thấy lạnh rồi, cái mái nhà bị lủng kìa, dở luôn á, quá trời. Ờ, ha, quên rồi, vô đây. Nhà này có bực máy lạnh hay gì lạnh quá ta? Trời ơi, nhà này sao bực máy lạnh? Ui, nhà này nuôi dơi cái gì mà nhiều dơi vậy? Yêu, trời ơi, ghê vậy. Đi xem coi. Ghê quá. Nuôi làm thú cưng á, sao mi mấy chị chơi? Nuôi gì nuôi thú cưng. Mình vô đây mình miệng mang thịt xanh. Ê, ghê quá, mấy cái ma đã canh thấy gớm mà. Trời ơi, sợ quá. Yên tâm đi xem ơi, ma không ăn thịt xem đâu. Trời ơi, trời, vô duyên. Ma không ăn thịt gọi là gì ta? Đâu rồi coi. Ui. Ê, tôi biết tụi đây là ngôi nhà của dân làng mà chắc luôn, có ruộng có lúa các bạn ơi, có dân làng mà chắc luôn. Dân làng nào mà sống cái chỗ gì mà gọi là gì ta, cô đơn không? Nhà này là nhà của quái vật mà, làm quái gì vật nhà của dân làng. Ồ ha, nhà của quái vật tôi mà biết sao? Rồi. Ồ, thì ghê quá. Gì? Có khi nào hồi nãy á chỉ có mình tôi với Sam là bàn kế hoạch đi chung với nhau, mà bây giờ xuất hiện thêm Simmy. Có khi nào quái vật là quái vật mèo Simmy không? Vô gì à, dễ sợ luôn à. Thôi thôi, bây giờ ra ngoài xem coi có quái vật nào ngoài người cãi nhau, mà cái hai người này sắp sát lại là cãi nhau hoài vậy. Trời ơi trời, thôi đi về coi, không có quái vật gì hết trơn à. Ủa, từ nó rút ngoài trong đây có quái vật mày không? Ê, tôi ghét mấy đứa con nít, con nít nôi mà lao cá lắm. Mệt ghê luôn rồi đây. Thôi thôi thôi, đi về đi. Thôi đi mọi người ơi, đi tìm cái gì vậy, quánh cái gì vậy? Chị đánh chưa, trẻ trâu đánh em rồi đấy chứ. Chặt chặt thôi. Trẻ trâu, cái này là mệt. Người lớn đang dạy con nít hiểu không? Trời ơi, thôi thôi thôi, đi, không có quánh, không quánh xe mi. Mình lớn hơn bạn một tháng tuổi nữa nha, mình sinh trước bạn một tháng nha. Mình sinh tháng 2, còn bạn sinh tháng 3 nha bạn. Cãi nhau mấy cái tháng này mệt ghê luôn á trời. Thôi thôi đi về bạn ơi, không có gì hết trơn à. Ủa? Ê, cái gì vậy? Ôi, mi, chắc cửa qua vậy? Từ từ. Cái gì vậy? Ủa, thấy gì đâu? Người quen ai vậy? Từ từ, sao từ từ, sao cái người sao cái cửa sổ nó sáng chân hai con mắt vậy? Cái gì vậy, cái gì vậy? Ôi, người quen ai vậy? Trời ơi, cái gì mà mặt đen thui, mắt đỏ rộm, cái tóc bạc phơ vậy? Trời ơi, ủa ai vậy? Không, tôi nghĩ là cái này là người quen á, da đen đen thế này, có thể là Siro á. Trời ơi, Siro da đen, ủa đen lắm. Ủa, Siro da đen mà. Ủa, phải Siro không? Ngựa này coi, Siro ơi, phải ở đâu? Từ từ đi coi. Mà mắt mắt đỏ vậy Siro? Ờ, đỏ. Hello, quát cho anh em. Cái gì? Ê, từ từ, cái nhìn quen lắm, từ từ đừng quay. Ê, đi bà Ranh đi mà đúng không? Trời ơi, đi nhà của bà nội Ranh đi rồi chạy ra. Trời ơi, trời ơi, vừa lộ nhà đó bà Ranh đi rồi, bà ơi. Trời ơi, trốn trốn. Để trốn bà ơi, đi trốn. Ôi, trời ơi, trốn, trời ơi, trốn. Trời ơi, đi đâu, ngồi chỗ đấy sao nữa. Ôi, trời ơi, chỗ lẹ bà ơi, chỗ lẹ, nằm xuống, từ nằm xuống. Ui, may quá nằm rồi, đồ trời ơi, sao cái đầu tôi bị ghẹo xuống đây vậy, trời ơi. Ui, canh đi kìa, bao ơi, chú đi, trời ơi, làm gì vậy? Yên tâm đi, không thấy tôi đâu à. Trời ơi, xem hả, trời ơi. Ui, ê, nó đi đang tìm nha các bạn ơi, coi kìa, trời ơi, rồi. Rồi, sao, rồi. Trời ơi, ui, ủa sao nó đi mù sao không thấy phong cảnh vậy? Ôi, tức kìa, ủa, tức kìa, trời ơi. Cái gì vậy bác? Rồi sao em chú, ủa mà làm gì
Ui, bà đắp mê con bò, đắp mê con bò đấy má ơi. Bà tức hả? Phong ơi, tức quá liếc mà liền, Rồi. Rồi bà tức hả? Mọi người ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Phong ơi, chạy đi, bà biết không ơi. Trời ơi, dễ sợ đúng không anh? Chấm chấm chấm, ủa bị gì vậy? Cái gì?
Bạn sẽ bị bạn sẽ bị kết bạn với mèo Simi. Trời ơi xem coi. Ê, hình như mình chỉ có 10 phút thôi bạn ơi, nhanh. Trời ơi, chỉ có 10 phút không quanh nhau nha, nhanh. Trời ơi, 10 phút nè. Sao kịp? Trời ơi, cái gì đây? Người ta kiểm tra 15 phút đây, 10 phút sao kịp? À, cái mê cung nè bạn. Trời ơi, trời đi tìm nè. Trời ơi, tìm ủi gì vậy? Tôi nghe tiếng gì vậy Phong? Ủi gì vậy? Đây rồi. Ui, cái gì vậy? Ủa đây gì vậy? À, ủa sao cái đạp mỹ hết trơn vậy? Đây là cái gì vậy? Trời ơi, cái bẫy đạp mỹ hết trơn các bạn ơi. Là biết một cái dài sáng tác liền luôn á trời. Trời ơi, đi tìm ơi, tìm rương đi nè. Trời ơi trời, xem quay. Không có, đây không có. Đi chung đi. Ui, bắt cô ơi, còn đừng đi lạc. Thấy chưa, chỉ có con nít mới không nhảy được thôi. Trời ơi, tôi không tin luôn Phong ơi, sao gà với vậy Phong? Trời ơi, nó dễ như thế này luôn á. Con nít mới không nhảy được thôi. Trời ơi, tìm ra cái một. Tưởng gì, tìm ra không quanh nhau, không quanh nhau nha. Không quanh nhau nha, rồi đi chung đi chung. Đi chung với tôi. Đi chung với tôi, mệt ghê luôn à. Để xem quay cửa. Trời ơi, dễ. Tưởng gì, tuổi tôi bạn ơi, tìm ra cái cây. Trời ơi, bụng 30 giây, tưởng cái gì rồi gì đây. Ui, có rương nè mấy bạn. Có rương rồi. Cái rương. Ui, tôi từng bình tĩnh. Thường thường á, ba cái rương này. Tự nhiên trong căn phòng tự nhiên có ba cái rương. Mà chắc chắn ba cái rương này không hề bình thường bạn ơi. Mình phải tìm, mình suy xét rồi. Coi. À, đây, thấy chưa, xin thấy không? Mỗi lần mà có cái lóc xám như này là nó có bị á, xem hiểu không? Đó, chị là một người phân tích rất là nhiều luôn. Đó, nên cẩn thận, đừng ai nên mở rương ra đây. Để tôi xem quay. Trong ba cái rương này của gì vậy? Trời ơi, Phong ơi! Trời ơi, tôi nói rồi. Tôi để tôi phân tích cho mà xem cái rương là nó có zombie trong nè. Trời ơi, đây. Ai biết đâu, trời ơi, cái rương không phải vậy. Đây, rương này, tôi để quay rồi. Ủa gì đây? À, trời ơi, sao có hai con zombie vậy? Trời ơi, ai chỗ đừng có bỏ rương nữa Phong ơi, hai rương bảy đó. Trời ơi, đây, rồi, xong. Cái ông nội thấy vui mà. Tôi ở cái chỗ đó. Trời ơi, không có vui với trơn, không có quạnh ở nhà. Trời ơi, tôi thở, tôi mệt nha. Đây, ôi trời ơi, người ta là muốn đi cho nhanh ông Phong, tận tàu Việt cái tôi làm gì kỳ với bạn. Trời ơi, mệt quá. Châu ăn thịt thối kìa. Trời ơi, rồi đây coi. Đây, tập trung nè, bây giờ hai cái rương kia là 7, rương này chắc là rương quả ấy bạn ơi. Để xem quay, để coi. Rồi. Ui, bánh kem nè Phong ơi, đặt ra. Trời ơi, hóa ra cái phần thưởng là bánh kem ấy bạn. Trời ơi, xịn xỏ mọi người. Ủa từ. Mà ăn bánh kem tôi vậy? Chưa đặt xong mà ăn cái gì vậy? Trời ơi. Mà nghe tôi còn chưa ăn nó mệt ghê. Ủa trời, xong tôi no mất tiêu rồi, thấy chưa? No mất tiêu rồi, kỳ ghê luôn. Thôi đi vậy. Ê. 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 Ai vậy? À, đây là hot girl đúng không? Ủa, sức gì đó? Bạn nha. Trời ơi,
cháy rồi. Trời ơi, trong cái thế giới này đáng sợ các bạn ơi. Còn bên kia đó bạn ơi, trời ơi, thôi thôi, tôi chấp nhận, tôi thua thử thách này đây. Lần đầu tiên tôi tham gia thử thách và tôi thua nhà đó. Bạn nào mà có mình phía dưới Sammy thực hiện thử thách thua, chúc mừng mọi bạn đó, đúng các bạn. Trời ơi, bây giờ Sammy đã thực hiện thử thách rồi, thua các bạn ơi, trời ơi, sợ quá rồi. Thôi thôi, bây giờ ai đuối đưa tôi 10 triệu đô hay 10 trăm đô, tôi không dám làm đâu, trời đau hỏng các bạn ơi. Không, bây giờ chào cho tôi đau hỏng rồi, tôi sợ rồi. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn nhớ hãy nhấn vào nút like, share và subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của Phong Cận TV và Sammy. Đừng quên là hãy dislike video của mèo Simmy và unsubscribe của mèo Simmy nha mọi người nha. Ui, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mọi người, mà chúc mọi người thật tốt đẹp. Bye bye.